xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Su Hào TV của mình nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Các con chào cô dì chú bác đi con. Chào cô dì chú bác. Rồi, hôm nay các con thích chơi cái trò gì nào? Trò bình mát bát yeah. Yeah. Rồi hôm nay mình sẽ chơi cái trò chơi là bịt mắt bắt dê nha các bạn. Rồi mời các bạn là cùng theo dõi cái trò chơi của gia đình của mình nha. Bấm rồi, đây đang bấm á. Lại nè, 1, 2, 3. Nhiều ra ít bảy. Rồi, anh Kim Nam Cover bị thua rồi. Anh Kim Nam Cover. Rồi. Rồi con bịt mắt ra chỗ nào đây con. Rồi con qua chỗ nào đây. Đâu ý là lớn lớn quá chứ nhỏ vậy sao mà ấy được nhỉ. Không thấy được. Không có thấy được đâu. Thấy được. Thấy. Con lỡ chú bịt cho sao thấy được. Để tụi con cột cho, tụi con cột. Xin cái mắt chú lại cho chú khỏi thấy. Thấy không chú? Thấy gì hả? Đi đây, mày vô thấy. Chú vừa chơi đây. Thử ơi, tạm biệt thấy không? Con này chơi gì? Sao mà thấy được? Sao mà thấy? À. Chú đang đúng đi. Cho chú kẹo vậy giờ. Chú khen bà hàng qua mà vừa dữ vậy. Hả? Con bé rồi Nhi. Bé. Người ta bé gọi là con bé rồi Nhi. Nào cột đi. Cột lại mấy kẹo. Dạ. Cột người vừa thôi. Chú này số mấy không? Nãy này. Số 10. Số 20. Rồi bây giờ chú ơi, chạy. Rồi bây giờ tiến hành bắt đầu. Chặt gì đó chịu đi, đứng dậy. Được chưa? Bây giờ tiến hành 3, 2, 1. Chứ không là hơn cái anh bịt mắt ra biết mấy cục dê nào á. Im lặng cứ chạy thôi, đừng có nói. Quá đường ai đâu. Nhưng mà chú phải đoán ai. Đúng rồi. Bắt lại rồi phải đoán ai. Mấy tụi con im lặng thôi. Nhảy xuống dưới là thua nha. Nhảy ra khỏi cái sân đây là bị thua rồi. Rồi biết thở bị cay. Ai nhảy xuống dưới thua rồi. Nó bị rồi chú ơi. Chú quật. Rồi bây giờ biết thở bị thua rồi nè. Đấy cột vô cho thở ta... nhìn ra thấy. Mắt thở xé hơn rồi cho thấy. Dễ thấy quá. Thôi xin tạm. Tôi tên là gì đây? Tôi tên là cái gì? Dĩ. Là dĩ hả? Vĩ. Vĩ. Tôi lên là dĩ. Bê. Không biết tên là dĩ. À biết tên là dĩ. Chung tên là chạy đi con. Đừng có đá. Đừng có đá chạy, đừng có đá chạy con. Nè. Ê. Đừng có đá chạy. Ê. Cameraman. Trời ơi, mấy cái con dê sòm lên. Ngồi đây hết rồi. Bị
giờ bây giờ để cho giờ để cho thỏ bịt mắt đây bác ơi, mọi người giờ về nhà hết ăn cơm. Không mà nhưng mà cái luật chơi là phải ở trên cái sân đây chứ không có được đi ra ngoài. Trời ơi em Thỏ ơi. Thỏ ăn cỏ hay là thỏ ăn cà rốt? Đúng mà. Chụp vô luôn nha con. Thỏ chụp vô rồi đó người đó là ai? Chị Tơ với Thả là cột lắm lắm rồi sao mà bắt nha. Đúng rồi, chút nữa còn bắt xong rồi còn dài. Con xuống. Bánh gì nhỉ? Ngon. Tối không? Nè, chút nữa mà Thả coi bắt á. Vô. Thả ơi, Thả à. Thỏ ăn cướp nè, thỏ ỉa thú. Thỏ ôm rồi đèo luôn. Rồi. Thỏ im. Vinh. Rồi, Vinh thúi đi, để cho Vinh thúi đi bà. Vinh thúi, Vinh
Chào bạn Vinh, bạn Vinh đuối đó chắc bắt tao hai ngày cũng chưa bắt được quá. Chú cột lỏng, chú cột lỏng, chú cột lỏng rồi. Đây, 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 đây. Chú cột... chân vàng quá, cột... chú trời ơi, chú không phải. Đúng không? Chú không phải, chú không phải. Còn phụ nó biết hết rồi, ghê thiệt hả chú? Ghê thiệt hả chú? Ghê thiệt hả chú? Ha, nó quẻ. Bên cô quẻ. Đây rồi đó. Đây đây, đây đây. Cô quẹ mua bánh đó. Càng luôn à, thấy không? Thấy giờ thấy không? Dễ gì thấy được. Hả? Cột chặt vô. Vậy vậy sao nó riết vô mắt sao được? Ừ, nói vậy. Đó, rồi im im. Bạn quên rồi. Mắt tao mai luôn. Quên ơi, quên à. Quên nè, quên dễ thương mắt luôn. Bình đuối. Bình đuối là bình đuối. Bình đuối. Chơi chơi đi con, vô chơi đi. Bình đuối đâu? Chị chơi, chị đang ngồi không? Sao vậy? Chị nhớ đi về bài biểu vậy. Ghê chưa? Này nè. Đó, thẻ cho đi lòng lòng đó nha. Coi đây nha. Này này nè. Đó. Nhỏ nè. Quá chú xe. Chú. Vô. Cười. Cười cười. Nè, biết ta đây không? Biết ta đây không? Mấy tụi nhỏ bây giờ nó ăn bánh không à? Là để các bạn nhỏ về ăn cơm nha các bạn. Mình tụi con rồi. Nhi quá kìa. Mấy tụi con ăn con hả? Nhi quá kìa. Vậy hả? Nhi quá kìa cô. Tối nó xuống chơi nữa. Vậy là bây giờ mình xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo của mình nha. Yeah. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người.